người dân ở lâm đồng phát hiện ba người phụ nữ bị xích nhốt trong một nhà kho tại khu vườn của một người dân tại thành phố bảo lộc nên đã báo cơ quan chức năng ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường và giải cứu các nạn nhân Vừa qua, chính quyền thành phố Bảo Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra phát hiện ba người phụ nữ, tuổi từ 35 đến 44, bị xích trong nhà kho của ông Nguyễn Hải Hà, 65 tuổi, ngụ ở xã Lộc Châu. Hai người bị xích ở chân bằng dây xích vào cửa sổ nằm dưới sàn, người còn lại trốn trong góc nhà. Khi thấy bóng dáng người lạ, cả ba người phụ nữ hoảng loạn sợ hãi. Chính quyền yêu cầu ông Hà tháo xích, sau đó nhân viên y tế cũng tới thăm khám kiểm tra sức khỏe cho những người này, nơi nhốt những người phụ nữ trên là kho chứa dụng cụ lao động. Cạnh đó là chuồng heo bốc mùi hôi thối. Ba người đều có những vết chảy xước do bị xích. Họ ăn uống sinh hoạt tại nhà kho này và có các tấm chiếu mỏng để ngủ trên nền gạch. Quả xác minh ban đầu, ba người phụ nữ này có hộ khẩu thường trú ở xã Phú Xuyên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Họ đều là chị em gái, cùng cha khác mẹ với ông Hà. Cả ba người trên đều được toán nhân dân huyện Tân Phú, Đồng Nai tuyên bị mất năng lực hành vi dân sự. Theo phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bảo Lộc, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, tiếp xúc thì ba người phụ nữ đều nói chuyện bình thường, trả lời được một số câu hỏi đưa ra, kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, đối với những người bị xác định là tâm thần phân liệt khi họ bình thường thì người nhận hoặc được giao nuôi dưỡng chăm sóc phải để họ sinh hoạt trong môi trường trạng thái bình thường. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hà cho biết ba người em gái ngủ dưới sàn vì sợ lót đệm sẽ bị họ xé nên sử dụng chiếu, đồng thời mỗi tháng ông Hà đều đến Đồng Nai nhận tiền trợ cấp của ba người em này. Sau khi kiểm tra, các đơn vị liên quan đánh giá nơi ăn ở sinh hoạt của ba người phụ nữ này không đảm bảo vệ sinh, dễ làm cho tình trạng bệnh tật nặng thêm. Địa phương đề xuất đưa ba người đến một trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc chờ phán quyết giám hộ của tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc. Tuy nhiên, ông Hà không đồng tình Ngoài ra, lúc này, một người anh khác của ba người phụ nữ là ông NDT, 51 tuổi, ngụ ở xã Lộc Châu, cũng đề nghị đưa một trong ba người về nhà chăm sóc nuôi dưỡng. Đề nghị trên cũng bị ông Hà từ chối. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã yêu cầu ông Hà viết cam kết không xích, giam giữ ba người em gái trong khi chờ phán quyết của tòa án về phân định quyền giám hộ. Mặt khác, ông Hà phải chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường tốt nhất khi nuôi dưỡng ba người phụ nữ này. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã trao 5 triệu đồng để hỗ trợ chăm sóc cho ba người phụ nữ này.